Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đàn một bài nhạc Pháp xưa có tên tiếng Việt là Chuyện Tình Yêu. Bài này có giai điệu rất là quen thuộc và mình nghĩ là ai cũng đã từng nghe qua. Và cái sinh nhạc hôm nay mình học đó là giọng La Thứ ấy, cho nên nó khá là dễ đàn. Thì trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đàn tay trái theo cái nhịp nó hơi lạ lạ một xíu. Và mình cũng bắt đầu nhé. Mình sẽ chia bài này ra làm 3 phần. Mình sẽ học hai câu đầu trước nhé. Tay phải. Mi, 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 re, fa, si, si, do, re. Mi, mi, re, 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 do, mi, la, la, si, do. Mi, mi, do, 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 si, re, si. Sol la si 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 la do la fa sol la 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 sol thăng si. Mình đàn đúng tốc độ sẽ như thế này. 2 3 mi mi re 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 do mi la la si do. 2 3 mi mi do 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 si re si sol la si 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 la do la và son la 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 son si. Thì nó khá là nhanh. Trong lúc tập á, thì mình không cần đánh nhanh như vậy. Để mình ghép hai tay thì mình đàn chậm hơn cũng được ha. Rồi bây giờ qua tay trái thì mình sẽ đi những hợp âm sau, đó là La Thứ. Thì thay vì mình rải theo kiểu là mi la như bình thường các bạn hay đàn, thì bây giờ mình sẽ đàn theo kiểu này. La Thứ sẽ là la mi do nhá, la mi do, nhưng mà nó không đánh đều là mi do đâu, mà nó sẽ giật giật như này đó. La mi do re thứ, la fa re, la fa mi chữ mi si son thăng à, mi si son, rồi son chữ sẽ là son re si, fa chữ sẽ là fa do la. Các bạn cứ để ý là cái phát số 1 nó sẽ ngưng một xíu, rồi cái phát số 2 và số 3 nó sẽ liền lại ha. Đó, mình đang ghép cho các bạn hình dung nó như thế này. Đó, cái kiểu nó như vậy á, thì nó sẽ hợp với cái điệu của bài này hơn. Nó hơi hướng bolero. Và bây giờ mình sẽ ghép chậm từng câu, các bạn căng vào cái vạch của mình, cái gạch màu đỏ màu xanh đấy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng tay trái đánh nút la trước, rồi mình đánh nút mi, rồi cái nút mi thứ hai mình đánh chung, mi đánh chung với đô đó. Thì thật ra là đàn chậm quá thì nghe nó không có ra, nhưng mà trong quá trình tập thì mình phải đàn như vậy thôi. Thì khi mình ghép được hai tay chung thẳng hàng như vậy thì bắt đầu mình mới đánh nhanh hơn một xíu. Mi mi đô đó, fa đi với rê, si đánh một mình, si do re, sau đó mình đánh mi trước, mi mi re 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 do mi la la si do, sau đó mình đánh la trước, mi mi do 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 si re si sol la si 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 la do la fa sol la 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 son si đi với mi, đánh riêng. Riêng cái mi này mình nghỉ lâu ấy, cho nên mình có thể đàn nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ đàn lại ha. Các bạn chú ý bài này rất là dễ lây qua cái kiểu ballad là như này. Thì nó không phải là sai, nhưng nó không có hay. Và mình cố gắng là mình sẽ đàn đúng cái nhịp. Qua mi, mi, qua la, mi do 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 si re si, sol la si 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 la do la, fa sol la 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 son si, tum 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 tum. Sau đó mình sẽ qua đoạn 2. Đoạn 2 nó tương tự với đoạn 1 nhưng nó chỉ khác câu cuối cùng thôi. Cái câu cuối đó là sol la si 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 do la fa sol la sol la da ta ha, chỉ khác câu này thôi.
tay phải mình sẽ đàn cái câu cuối của đoạn 2 như sau. Sò la si 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 la đô mình dằn này, chỗ này mình dằn fa. Rồi fa son la mình dằn mi. Son thăng đô si la mình đánh. Đó. Bây giờ mình đàn một lần để đúng tốc độ nhé. Son la si 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 la đô la fa son la son re. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép đoạn thứ hai. Nguyên cái đoạn thứ hai nhé. Bây giờ mình sẽ qua cái đoạn này, mình sẽ làm cho nó dịu lại, nhẹ lại bằng cách mình sẽ lại do si la si do la re re do si si la son thăng re do si do re si mi mi re do do si la mi re do re mi do fa fa re do si do re si mi do si la si do la re 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 thăng re 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 mi. Sau đó mình sẽ quay lại từ đầu đó. Bây giờ mình sẽ đàn đúng tốc độ tay phải. Do si la si do la re re do si si la son re do re si mi mi re do si la mi re do re mi do fa fa hai ba bốn re do re si mi hai ba bốn năm si do la re 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 thăng re 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 mi. Ok, bây giờ tay trái mình sẽ rải nhiều hơn nhé các bạn. Ngay cái chỗ này mình vô re thứ cho mình khoảng 5 nốt đi. Re la re fa la mi trưởng mi si mi son thăng si la thứ la mi la đô mi hai lần la thứ, sau đó qua re thứ thì bây giờ mình có thể kéo dài hơn tại vì cái đoạn này nghỉ rất là lâu nhé. Một re thứ là re la re fa la re. Sau đó mình qua son trưởng mình đàn hai son re son si re son sáu nốt đô trưởng sáu nốt luôn đô son đô mi son đô là thứ sáu nốt luôn nhé la mi la đô mi la. Rồi re thứ mình dằn là được rồi này, si trưởng mình dằn này và cuối cùng là mi trưởng mình đánh lại cái tiết tấu lúc đầu. Ghép thôi, ghép chậm cho các bạn theo dõi nhất. Các bạn cứ dựa vào cái vạch của mình là sẽ ghép được thôi. Rê đi với rê nè, nghỉ một cái sau đó đánh chung. Son thăng đi với mi nè. Rê đô si đô rê si mi, nghỉ một cái mi rê đô đô si la đi với la mi re mi đô fa fa đánh chung có hai nốt rồi sau đó đánh riêng hết, đánh son trước hai nốt riêng luôn đến nốt thứ ba mới vô re đô si đô re si mi. Cái này thoải mái đánh riêng cho mình nhé, sáu nốt luôn sau đó mới đánh la trước hai nốt là mi đến nốt này mới vô đô si la si đô dằn rê nè, chỗ này bắt đầu mạnh nhá rê 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 hai rê 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 mi. Đó, cái si này mình có thể dằn bốn cái. Đó,
thì mình có thể chê một hợp âm mi trưởng dàn vào cuối. Sau đó mình quay lại thôi ha. Đúng tốc độ của đoạn này sẽ là mình quay lại ta 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 hai ba đó, mình quay lại cái đoạn một và mình sẽ kết ở đoạn hai. Thì bây giờ mình sẽ đàn nguyên trình tự lại cả bài để các bạn dễ theo dõi nhé. Mình sẽ có cái sắc thái chỗ nào mạnh, chỗ nào nhẹ, chỗ nào nhanh, chỗ nào chậm, và thỉnh thoảng mình sẽ có thêm một cái vài nốt tay phải nữa cho nó hay ha. Yep. Lần hai các bạn có thể lên cao đàn hơn. Về thấp lại. Dặn. Rồi bắt đầu kết. Kết ở đây ha. Ok, chúc mọi người tập thành công nhé. Nếu bạn thấy bạn học bổ ích thì có thể chia sẻ cho nhiều bạn khác cùng học và đăng ký kênh của mình để học piano mỗi ngày nhé. Các bạn có thể lên group My Piano Tutorial để lấy cái bản sheet nhạc nguyên bản và có vạch nhịp. Ok, tạm biệt mọi người nhé.